Rồi, chào cả nhà, đây là clip 2 nha. Thì từ thiện xong thì nhóm của Tài về gần đây tầm khoảng 8 km cả nhà. Lên trên đồi thông ha, để camping nguyên nhóm luôn. Đó, tầm khoảng 60 người. Đó, hiện tại bây giờ là mọi người đang lấy đồ ra để chất lên xe ba gác để chạy lên trên chợ đó nha. Và mời cả nhà theo chân Tài ha. Để tem của Tài thì có nhờ chị nấu nướng luôn nha cả nhà. Đó. Hiện tại là đang nướng kìa. Cái này là đang chị này là nấu gì vậy chị? Lẩu gà lá é nè cả nhà. Đó. Đây. Nhà của chị ở dưới đó luôn. Đây, và bây giờ Tài sẽ đi quay cái view cho cả nhà coi nè. Quá sành sò. Đây, view từ trên cao nhìn xuống nha. Hy vọng là ngày mai sẽ săn mây được. Đó cả nhà, xa xa có mây kìa ha. Đây, toàn cảnh này. Ồ, quá đẹp luôn. Ở trên đây đa số là người ta trồng cây thông nha cả nhà. Đó. Đây, hiện tại là nhóm chia ra để dựng lều ha. Đó. Bên đây nữa. Đây. Đó, bên đây cũng dựng lều ha. Và đây hiện tại là cũng đang dựng tăng. Đúc cái xương này qua rồi mới nối được nè. Không, cái này anh chỉ cầm dài vô thôi. Ủa? Cái này phải đúc quá mày. Mày đúc, đúc cái này đúc, phải đúc quá. Đâu, cái này nè. I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I nãy giờ set up lều khoảng 15 phút ha. Đây, lều của tôi. Đó, tối nay nè. Bên đây lều của hàng em. Cái view ấm bà. Trời ơi, cái view nè. Tới công chuyện chưa? Nhóm của Tài cũng đang nhập tiệc nha các nhà. Đó. Rất là đông luôn.
cùng với chúng ta anh Thái rồi. Bây giờ từ từ nè.
hãy băng qua bao đại dương cùng anh vượt ngàn con đường, hiu là như áng mây trời, xanh nhạt như giấc mơ ta và rồi vẫn thế vẫn mãi chờ. Buổi sáng ở nhà nha, thì tối hôm qua ngủ rất là ngon cả nhà ơi. Trời ơi, toàn là xương không cả nhà ơi. Ở đây xương rất là nhiều. Cả nhà cũng thấy rồi đó. Lều, mấy cái lều này là mấy cái lều tự túc của bên Tài này cả nhà. Đó, một lều, hai lều, ba lều, bốn lều. Bên kia lều nữa là năm lều. Năm lều tự túc. Còn mấy cái lều đằng kia là thuê nha cả nhà. Buổi sáng ăn buffet cháo ở nhà ơi. Cháo qua đây nấu đặc gì nha cả nhà, kiểu như Hà Nội chứ không phải giống như miền Tây nấu lỏng. Ăn cũng xong rồi cả nhà, thì bây giờ các bạn đang thu dọn lều và dọn gác ha. Thank you.
mọi người ơi, cái clip ta quay hôm qua nay thì cũng dài rồi. Xin kết thúc clip tại đây nha. Chúc cả nhà coi video vui vẻ nha.